Một chiếc xe lái thẳng xuống hồ luôn. Cảnh sát tới liền. At least to be able to breathe underwater. Sau 35 phút cảnh sát mới dắt được, thì đưa cái người tài xế tới bệnh viện rồi, không biết là còn sống được hay không. Người này là cảnh sát của bên phòng cháy chữa cháy, chứ không phải là tài xế. Yeah, 35 minutes. My goodness. Thank you.